Đó, nhìn này không đỡ ăn luôn đấy bởi vì quá là đẹp. Ngon lắm, gia vị vừa mà có rau này, cái mắm rang xuất sắc. Ăn hai cái này là đủ bữa tối rồi đấy, đủ dinh dưỡng bữa tối rồi, đúng không? Ăn cái thôi, ăn cái còn để thức uống bia. Để khỏi uống bia luôn. Hà Còi chào mọi người nhá. Hà Còi đang ở quán OK Con Dê ở Linh Đàm. Thì hôm nay thì bạn Tuấn thì bạn ấy bảo, tức là anh em cũng có trêu đùa nhau là Tuấn ơi, tuần này làm một bữa lẩu cá chép đi. Thì bạn Tuấn bảo là được, nhưng mà cá chép đi chợ mua ở chợ thì quá bình thường, phải gửi trực tiếp ở quê lên mà phải là cá sông cơ. Ở nhà bạn Tuấn thì có ưu điểm là gần một cái con sông rất là lớn, gọi là sông Diêm Hộ. Sông Diêm Hộ và nó là một cái nhánh của sông sông Đuống chảy qua Thái Bình, và ở nơi đó thì dòng sông không đục như của dòng sông Hồng đâu, và nước rất là phẳng lặng, và dòng sông rất là to, và có một cái món đặc sản ở dòng sông đó, đó chính là cá chép. Hôm nay bạn Tuấn bạn đã mua được một con cá chép về đây để chiều nay anh em làm một nồi lẩu. Mọi người có thể nhìn thấy không khí Noel ở quán OK Con Dê không? Thì cả cơ sở, tất cả các cơ sở đều bắt đầu đã trang trí Noel rồi. Hôm nay thì Hà rất là vui khi mà cơ sở ở dưới Hải Hậu có một cái doanh thu rất là tốt, thậm chí còn cao hơn cả Hà Nội cơ. Nó là một cái điểm mừng, nó như kiểu là một cái lời cảnh tỉnh cho Hà biết rằng là không phải là cứ phải suy nghĩ rằng là kinh doanh ở Hà Nội đâu, mà có thể là ở các huyện hoặc là các tỉnh kinh doanh cũng đều rất là tốt. Thì Hà sẽ ghim số điện thoại của Hà vào đây, ai mà muốn giao lưu hoặc là muốn nói chuyện với Hà thì mọi người có thể gọi điện cho Hà theo số điện thoại của Hà đã để trên trên đó nhé. Đó là số điện thoại chính của Hà luôn. Bây giờ là 3 giờ chiều thôi, mới 3 giờ chiều thôi. Các bạn đang bắt đầu là chuẩn bị là dọn dẹp và cũng như là vệ sinh rồi chuẩn bị bát đĩa cho buổi chiều để khách hàng đến. Bây giờ mới có 3 giờ chiều mọi người. Thì mọi người hãy chờ xem là bạn Tuấn sẽ làm món gì về cá nhé mọi người nhá. Cô đây, bát đũa là sạch hết bẩn là do cô đúng không? Cô rất là phúc hậu mọi người ạ. Hà cũng xin phép mọi người nhá, sẽ chờ xem là bạn Tuấn sẽ làm món gì về cá nhé mọi người nhá. Đây cả nhà ơi, bạn Tuấn mang cá chép từ Thái Bình lên, hôm nay là gửi từ Thái Bình đúng không bạn? Không phải, cho bạn Hà đây. Rồi, trời ơi, cá đây, ủa, cá sông rồi. Cả nhà ơi, cá chép ạ. Mất cơm gửi Thái Bình lên đấy chứ. Lẩu nhá. Khi mà chỉ còn có khoảng mười mấy ngày nữa thôi thì là bắt đầu là Giáng sinh rồi. Ôi, đây là một trong những cái món quà của em Đức BC Food mọi người ạ. Ở trên này của Việt em Đức còn làm một cả một cái thông to đùng ở trên tầng 2 cơ. Ở đây thì một cái sông bé bé xinh xinh thôi. Nhưng mà khi mà nhìn những hình ảnh này thì Hà đã cảm thấy là không khí Giáng sinh đã về rồi. Đây là phở em
Đây là phở à? Mình nhà mình có bán phở à? Mọi người bây giờ đến quán OK Hơn Dê thì mọi người có thể là yêu cầu là phở để ăn lẩu mọi người ạ. Có thể mình không thích ăn mì tôm hoặc không thích ăn bún thì mình có thể ăn phở lẩu. Đây cả nhà đã nhìn thấy này. Bây giờ là còn chưa đến 6 giờ tối đâu mọi người ạ. Mới có hơn 5 giờ tối thôi. Bạn Tuấn đấy, cả nhà nhìn thấy bạn Tuấn này. bạn Tuấn rất là cầu kỳ nhá. Bạn Tuấn rất là cầu kỳ nhá, khi mà ngay cả những cái đĩa nướng này bạn ấy trang trí ở đề co rất là đẹp này. Đây mọi người nhìn thấy cá. Đây cá đây. Con cá mà lúc nãy là Hà vừa mới quay đấy. Con cá là mấy ký ở bạn? 3,7 kg. Gần 4 ký. Gọi là gần 4 kg đi. Thế là hôm nay là bạn Tuấn mà thiết kế là hai món, là món cá để ăn lẩu này và với một cái đĩa rau này. Trời ơi, mọi người nhìn đây, à giới thiệu mọi người là một cái đĩa rau rất là khổng lồ luôn, khổng lồ luôn đấy. Mùng tơi này, rau cần đúng mùa nhá, đúng rồi. Ăn lẩu cá này thì ăn rau cần rất là hợp nhá. Mùng tơi, rau cần và thì là này và hoa chuối, cá này, mọi người nhìn thấy cá. Đây bây giờ Hà mới đến đây. OK, cho bạn xin cốc bia. Hôm nay thì có cả bà xã của Tuấn, có bà xã của Thắng không? Bà xã bận việc rồi. Bà xã bận việc rồi. Bà xã của Thắng thì nằm trong nhà nước cả nhà, nên là lắm lúc là cũng bận, có thể là không qua được. Ôi ấn tượng quá cái đĩa này. Đây là một trong những cái đĩa mà Hà mua, chắc là Hà cũng phải cầm một có khi phải cầm một vài cái đĩa này về. Ở trên bếp còn nhiều ở Thắng nhỉ, còn nhiều nhỉ. Hà cầm một cái đĩa, mấy cái đĩa này về để còn thỉnh thoảng có thể là mình ăn những món kiểu như này mà cần đĩa to ấy. Cái đĩa này cả nhà có thể nhìn cái đĩa rất to lớn ấy, nó cái bàn này dài là 80 cm, 50 đĩa này 50 cm đấy, 50 ngang 30. Quá tuyệt vời luôn. Màu nước mọi người có thể nhìn thấy màu nước của bạn Tuấn bạn làm này. Quá là... hay là mở quán lẩu cá thôi. Bạn thôi. Tuấn cá chép nhỉ? Được. Tuấn cá chép. Thực ra thì nhà Hà mọi người có thể nhìn thấy là ngay bên cạnh là một bác Gorex. Bác ấy là cũng đang chờ đồ để ship đi nơi khác. Mọi người có thể hoàn toàn có thể đặt đồ qua Gorex hoặc là qua Now hoặc qua là GrabFood nhé. Nhà hoàn toàn bán mang về nhé. Cơ sở nào của Hà cũng bán, kể cả 75 đại của Việt nhà Hà cũng là bán mang về, rất là bán mang về rất là nhiều luôn đấy mọi người ạ. Mọi người có thể đặt tiết canh này, tái chanh hoặc là nướng hoặc là chiên hoặc là tất cả những món trong thực đơn nhà Hà đều bán mang về, kể cả lẩu. Mùa này mọi người nếu mà ngại đến nhà hàng thì có hoàn toàn có thể là gọi mang về. Anh em mình dùng nhá. Rồi, cảm ơn bạn Tuấn nhiều nhá. Ôi, bạn Tuấn bạn ưu tiên quả bóng. Cái này là mỏng luôn đấy. Ngon nhất cái này luôn đấy mọi người ạ.
thể mọi người không tin nhưng mà cái này là ngon cực kỳ luôn. À đây là chấm ở đây luôn rồi bạn Tuấn. Mời mọi người nhá, mời bạn Thắng nhá. Bạn Thắng thì đang kiêng bia rượu nhưng mà hôm nay bạn tắc cách luôn. Uống. Trời ơi. Mọi người có thể nghe tiếng rộp rộp không? Yêu tiên mình quá, ngon quá, miếng này ngon quá mọi người ơi. Ngon quá. Có gì cá ngon không? Quá ngon rồi còn đề co đẹp nữa chứ. Chứ nhất đề co mà đẹp như này Tuấn ơi. Đẹp quá như này là không nỡ ăn ấy. Không nấu cá đâu. Kéo tay. Kéo tay là còn hay làm nữa. Cách anh em ơi. Mọi người ơi, Hà thì quen uống bia Việt mọi người cũng biết rồi đúng không? Thực ra là uống nhiều thành quen mà bia cũng rất là hợp lý. Thứ nhất là về giá thành, thứ hai nữa à, nói về giá thành cũng như là về chất lượng bia cực kỳ là ok. Chua với hành tỏi ớt có thể là với một chút hành khô. Ăn kiểu quả cá. Ngon nhỉ. Chua chua cay cay. Ăn vào lắm rồi. Nhà mấy nhà mình nhỉ? Cái. Mọi người có thể nhìn thấy cái đĩa rau này, nhìn thực tế đó. Đây có cái trứng cá này mọi người này, trứng cá này. Anh em đang ăn trước, đợi mấy chị em đang đến sau. Nhưng mà thực tế luôn là ăn. Nhìn ngon quá không thể kìm được. Nhìn ngon quá không thể kìm được. À, quá ngon luôn. Hà thì Hà nhìn thấy đẹp, mọi người có thể nhìn thấy trứng cá này. Rồi chấm với cảm, chấm lên nhá. Cá chép thì thường thường là mình cứ thích ăn cá chép đực chứ cá chép cái cũng rất là ngon. Còn bây giờ ở dưới sông thì mai là cửa đúng rồi. Thế làm sao mà chọn đực với cái luôn. Thích chọn đực của nó cái giờ nó nhiều. À đây bạn Thắng đây mọi người. Tuấn khéo tay rồi gói cho cái. Bây giờ làm cái gì đến liên quan đến kiểu hình thức là lại phải nhờ bạn Tuấn thôi. bạn Tuấn thì biệt tài là kéo cực kỳ kéo tay đàn ông nhưng mà là con trai nhưng mà lại thuận tay trái. Ăn cái còn để thức uống bia. Để khỏi uống bia luôn. Có hoa quả, có tinh bột, có rau xanh. Đúng
mọi người. Mùa này là cải, mùa của cải cúc và rau cần. Cải cúc anh ngon nhỉ bà Tuấn nhỉ? Cải cúc này là ăn lẩu cháo lẩu trước là hợp đúng không? Hợp mà. Với cá thích mà lẩu cá hợp mà. Rau tuyển. Rau tuyển. Toàn là rau. À rau này rau là của nhà, gần nhà bà Tháng đúng không? Rau tuyển. À, tức là rau này là giới thiệu mọi người là rau này là của bạn, nhà bạn Thắng, bạn ấy mang lên từ dưới bạn Phúc Thanh Trì mang lên mọi người. Bạn nói là rau tuyển đấy, tức là bạn ấy tự mua. Thắng ấy, dùng đi Thắng ấy. Cần một cúc phải nhanh chín, đúng tay tái là được, nhưng mà nó nồng. Rồi, xin nhau. Giờ này Hà ít xuất hiện, mặt toàn quay quay cho mọi người thôi. Bây giờ Hà cũng bắt đầu là sẽ quay nhiều hơn, đi trải nghiệm nhiều hơn, nên bắt đầu Hà sẽ học cách là tự quay và không phải thực ra là không phải là học mà là sẽ xuất hiện hình ảnh khuôn mặt mình ít hơn mọi người ạ. Mọi người nhé. Cái bia đúng là cải cúc đúng mùa luôn, cực kỳ là ngọt luôn. Có cải cúc này luôn, đắng đắng đi con tay thủ ấy. Người dai dai giòn giòn ngon. Vừa tới đây. Dai nè, con cá là dai rồi. Dai. Chín quá thì nó lại. Chấm tí ớt chua cay. Mình thích hay dầm với tí hành. Hăng hăng của vị hành, cay cay chua ngọt, đậu cay, ngon lắm cả nhà. Thử cái cá đi. Tóc tít cả cá dài. Gọi mọi người nhá, miếng cá này. Trời ơi mà khi mà cho vào nó kiểu nó săn lại, nó bé hơn lúc đầu cho vào đúng không? Ôi. Mời mọi người nhá, hạ quả mọi người nhá. Ăn như ở cá chép giòn ý nhỉ bạn nhỉ? Nhỉ? Thì mấy năm rồi đấy. Cá ở sông mà. Con này nó mọc sừng ra thì nó cũng là sừng nào nào ấy. Bỏ vào nó nếu mở nó dai. Nó bộ nước đỏ. Còn hô. Ba cho mình ăn hết con này không? Hả? Thực ra nếu mà tính có hai bà xã đến là cô thả một cái đầu vào nhỉ, thả một cái đầu vào đây nó ngọt hơn đúng không bạn? Bà Tuấn bà Thắng ăn có giống cá chép giòn không? Dai dai, có một tí giòn. À phát hiện ra là con cá này trứng rất là ngon mọi người nhé. Đây trứng đây mọi người ạ, trứng rất cực kỳ ngon luôn. Rồi, mời mọi người nhé. Giòn tan luôn. Trứng ngon nhỉ bạn nhỉ? Công nhận đấy, trứng con cá này ngon thật. Đến quán OK con dê lại ăn cá mọi người. Ai cũng nhìn hơi trầm trồ nhưng mà thực ra mình ăn dê nhiều rồi. Năm anh về đổi món không? Thấy rồi, có cả món cá nữa. Vừa rồi ăn bao nhiêu rồi mà nó vẫn còn nguyên nhỉ?
Nguyên hình luôn. Còn nguyên cả trứng hình con này. Nhiều trứng thật. Đó là bạn. Mình hành tím với cái chỉ, có thứ tỏi, có thứ xả, là một tí mì chính, tí đường, chanh, đấy, cộng với nước mắm. Nước mắm thì mình có thể là hòa thêm ra, nếu mà nó mặn quá mình hòa thêm ra cho một chút nước vào là được. Ok, dầm dầm với nhau lên diêm này, có độ hăng hăng cay cay của hành chua chua, còn ngọt đấy. Chấm cá rất vào luôn. Sao bà cái cỏ đi bằng tôm vào được? Bà cái cỏ đi bằng tôm vào. Văn Thắng bảo là cho thêm bằng tôm vào. Bà cái cỏ đi bằng tôm vào. Văn Thắng bảo là bằng tôm được. À, anh em ơi, ngon quá. Cái tối hôm nay quá tuyệt vời luôn mọi người. Thực sự luôn, quá ngon luôn đấy. Mọi người có thể tưởng tượng độ ngon thôi, nhưng mà ăn húp cái nước này húp no được mà. Có chán đâu. Nào, sâu sâu tí nào. Nghe luôn. À, anh em bạn bè vui lắm mọi người. Anh em bạn này. Ở đây là không có một tí bè nào cả, toàn bạn này. Bạn ơi, không bè. Mọi người nhá. Mọi người ơi, bây giờ Hà sẽ ăn thử miếng cá này nhá mọi người nhá. Như kiểu thịt bò ấy. Thật sự luôn. Cá chép nhá mọi người nhá, mà như kiểu thịt bò á. Đây, bây giờ Hà sẽ nhúng vào đây nhá. Đúng thật đấy. Mọi người không có thể không tin, nhưng mà đúng thật màu của nó, màu như thịt bò luôn này. Đẹp luôn ấy. Mọi người có nhìn thấy nó quăn lại không? Cho vào đây, Hà có thể cho lại một miếng mới nhé, để mọi người xem nhé. Khi cho vào đây bắt đầu nó quăn này, tức là cái độ chắc của cá mình sẽ có thể cảm nhận được. Đấy, mọi người nhìn không? Nó xoăn lại này. Mọi người có thể thấy không? Cái thịt cá bắt đầu nó xoăn lại này. Đó. Xin phép mời mọi người một miếng thịt cá nhé. Phải nói công nhận đấy. Ba tuần hôm nay mang được con cá ở dưới Thái Bình lên rồi, quá tuyệt vời luôn. Ừ. Mời mọi người nhé. Mời mọi người nhé. Hà cảm tưởng con cá như kiểu cá chép giòn ấy. Rất là dai luôn ấy. Đây cả nhà ấy, bạn Hà cá sấu đây. Con Hà cá sấu nhìn, tức là bạn Hà cá sấu, bạn ấy bảo là chưa cần ăn, nhưng mà nhìn cái hình thức trang trí như này đã hấp dẫn rồi ấy. Từ rau với cả mọi thứ này bạn nhìn ấy, chưa cần trang trí đâu, nhìn đã hấp dẫn rồi. Các bác cho em hỏi đầu bếp là cái món này là món gì, em sẽ ăn món này thấy hấp dẫn quá rồi. Đây là món này của bạn Tuấn. Xào chiên lá. Chiên xào. Em không biết, nhưng mà gọi là món thập cẩm đi. Cá cuốn thập cẩm đi. Đó. Đó, nhìn này không nỡ ăn luôn đấy, bởi vì quá là đẹp. Đi về là thấy cái này là xuất sắc luôn. Đó, ăn thử mọi người nha. Cái món này luôn. Ngon lắm. Con này có ăn thịt hay ăn món cá quấn. Ta bị vừa mà có rau này, cứ mắm ra cũng sắc. Đầu bếp Tuấn làm hết đúng không? Bún cá chấm. Cả nhà ơi, bạn Tuấn bạn cho đầu cá này vào lẩu luôn. Ui,
Lửa ở đâu này? Trong này có gì ngon ăn nước. Tí nữa ăn cái mắt này ngon này. Thôi bí mật. Không phải cá ngon mà cái đồ nước nước lẩu ngon lắm ăn. Mà em chưa nhìn ra là trong lẩu có cái vị gì ấy. Có dứa đúng không? Cà chua. Dưa nữa anh. Không phải. Chưa cho thôi. Dùng anh đâu nhỉ? Sao không có lẩu con cá mà thái ra. Mọi người nhìn thấy nồi lẩu hấp dẫn không? Wow, ra luôn. Thì bà không ăn nhưng mà sẽ ăn, rau rất là ngon. Đó, mình cho thêm nước lẩu. Ngập đầu luôn. Cả nhà ơi, cái đầu cá này, mọi người này. Đầu cá này, Tuấn ơi, đầu cá này là cái má này là ngon lắm đúng không? Đây, cái chỗ này này. Đồ cá nó chắc như này mà. Như này, chỗ này nhiều thịt này, cái má này. Người ta bảo đầu chép mép mè mà. Thịt này. Thịt này mọi người ơi. Dài rồi, ở trong thư viện à? Dài mà. Thì thử miếng nào. Thơm nha. Bạn tùy thử từ từ nào. Chắc mà cái chỗ đấy thịt nó chắc. Ăn gái là ngon. Con cá to này là ăn nó thịt chắc lắm đúng không? Không. Ừ, chắc ăn là ăn như thịt bò. Như bò nhờ. Ăn người ta bỏ tầy và giọt nó bỏ. Cá tươi thì khi mà nấu lẩu lên nhúng nước thì nó mới được cong săn như này không? Ăn cái dao nó rất là giòn, phần này giòn luôn. Cá này rất là săn, rất bả, rất là lâu năm nữa. Bạn cá, bạn thắng làm quả mái chèo à? Mái chèo. Bơi. Mái chèo, quả mái chèo này cứng nhỉ? Căng quá. Nước sùng luôn đi rồi. Cả nhà ơi, đây là em Hoàng Anh nhá. Em Hoàng Anh với Hà này cũng với nhau cũng rất là nhiều năm rồi. Anh em chơi với nhau. Mọi người nếu nhận ra bạn ấy giống diễn viên nào thì comment cho Hà nhá. Anh em ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ơi, thì bây giờ Hà cũng xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của Hà. Hãy cho Hà một comment tích cực nhé, để Hà có động lực làm video tiếp theo hơn. Hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt với Hà, có rất là nhiều kỷ niệm cũng như là câu chuyện nữa khi mà anh em ngồi với nhau. Và đặc biệt hôm nay thì bạn Tuấn đã cho Hà một cái trải nghiệm mới về một cái ẩm thực về món cá rất là ngon mọi người ạ. Mọi người hãy đăng ký kênh của Hà để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào mọi người.